nhiên giờ đàn ông dạo này tự nhiên chững chạc, cái có bơm bơm đậu này không em, bởi vì người ta là người đàn ông có gia đình rồi còn có con nữa, cho nên là bây giờ phải chịu khó chơi với hoa với bướm. Quên. Sao em lấy áo của vợ em đi mặc vậy? Này áo stylist đưa, nó nói là áo này theo kiểu suka. Suka là gì? Suka Doraemon á. Áo kiểu suka. Thôi là hẹn luôn, mà chị Buka dặn em là mặc đồ street style luôn á, mà chỉ mặc street style của chị nè. Em mình đưa Buka nó đi chợ nó bận vậy đó em. Ủa, là cái hổng là công chuyện sao? Làm gì giống như dắt thú cưng đi dạo vậy? Lăng quăng trong sân chơi đùa trắng phin âu lo luôn lên bên tôi âu im khi tôi buồn vui. Anh thấy cái đồ này là cái thời trang ứng dụng tốt nha. Đúng em. Mỗi lần mà lên cơn á, đó lấy hai tay tối lại vậy nè, đó khóa rồi đó vậy nè. Khi bị cảm đây chùi mũi. Một sản phẩm dành riêng cho da mụn, Decuma hết mụn viêm hết thâm sẹo. Chào đại diện đàn trai đàn gái. Hôm nay tự nhiên ba anh em mình trong cái trang phục này, mình có cảm giác nó trang trọng hơn bình thường. Nãy giờ em không dám nói chuyện luôn. Sao vậy? Nói sợ hố hả? Đúng rồi. Bị mặc đồ lịch sự phải nói chuyện nền nã, nói thật chậm. Trong chương trình mình thì những cặp đôi của ngày hôm nay họ chỉ quen biết nhau một cái khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng mà làm như là tiếng sét ái tình, điện nó nổ, nó xẹt, nó chớp chớp làm sao đó. Trong 7 vị trí đó thì có tới 3 cặp là thành một đôi rồi. Đó. Còn cha còn lại là ai? Là lẻ loi cô đơn, nó không tìm được người. Nếu như có vị trí số 8 thì biết đâu. Không, cha đó sẽ nhắm vào những vị trí dưới đây. À, khách mời. Biết đâu mình, nếu như vậy hôm nay mình sẽ làm cặp luôn. Thì tùy thuộc vào cái miệng của ông Mai bà mối. Vậy thôi. Ok ha. Đó. Bây giờ thì mời đại diễn đàn trai và đàn gái nghiêm trang, nhẹ nhàng, thanh thoát về chỗ của mình. Thư thả. Đó. À. Anh Nghĩa cưng đó anh Nghĩa. Sao vậy? Bữa nay nhìn bộ đồ anh em cưng quá à. Gì cưng? Bộ đồ này á, em ước gì có Sơn Tùng đứng đây. Anh biết sao không? Sơn Tùng mà đứng đây ha, cái anh Đại Nghị đứng đây, cái mình dán mát dưới đây, hàng online, hàng giao về nhà thực tế. anh thấy cái đồ này là cái thời trang ứng dụng tốt nha. Đúng em. Mỗi lần mà lên cơn á, đó lấy hai tay tối lại vậy nè, đó khóa rồi đó vậy nè. Khi bị cảm đây chùi mũi. Thấy anh giống gì với ông Thành? Mấy cái con mà đứng trước siêu thị á. Đâu được siêu thị, anh là bên làng nướng á. Nhưng mà sao giờ tự nhiên giờ đàn ông dạo này tự nhiên chững chạc, cái có bơm bơm đậu này không em? Bởi vì người ta là người đàn ông có gia đình rồi còn có con nữa, cho nên là bây giờ phải chịu khó chơi với hoa với bướm. Quên. Có gì còn hát cho con nghe bài con bướm xinh nữa chứ. Đi đâu cũng như lúc nào phải có người con nhỏ nhỏ theo rồi đó. Bướm cha bướm. Chào hai em. Sao anh nhìn áo em anh có vẻ không hài lòng anh Nghĩa? Không, tự nhiên có cảm giác bữa nay Giang nó hơi ngộ ngộ xíu. Nhưng mà em khẳng định đây là áo đàn ông nha. Nãy giờ chưa ai nói đây là áo của đàn bà. Không, em, mà. Em chỉ nói vậy thôi anh tự hiểu nha. À. Ủa nó nghe nè em. Sao em lấy áo của vợ em đi mặc vậy? Này áo stylist đưa, nó nói là áo này theo kiểu suka. Suka là gì? Suka Doraemon á. Áo kiểu suka. Dạo này mặc quần áo là theo mỗi ngày, theo cơ địa. Hiện tại đang bị theo em thì cái địa dạo này nó thế nào? Hiện tại đang bị cảm, sốt, sổ mũi rồi thì cũng hợp lý luôn. Cái khăn này á là để làm gì Trường Giang biết không? Làm gì? Là để dặm nước mắt mỗi lần Trường Giang loại lộn thí sinh đó. Anh ơi Nghĩa ơi, anh lớn lắm rồi. Anh bận bộ đồ nó có phải hợp cái bộ tuổi của anh. Anh làm nhanh là Sơn Tùng vậy thì không, anh thấy rất là phù hợp với anh. Thương hiệu Ivy Moda mà đúng không em? Cho nên là nó sẽ phù hợp với mọi độ tuổi và sẽ làm cho chúng ta trẻ trung hơn rất là nhiều. Tháo mặt chưa? Rồi, hôm nay về chỗ liền đi. Hôm nay khách mời của chúng ta cũng là những nhân vật đặc biệt. Có gì đai rồi đeo rồi đó chứ. Dễ thương đẹp. Đâu có nhìn nói xui nha. Hãy
xích lại gần đây. Xích gì hết trơn á? Ủa, xích lại cái hổng là công chuyện sao? Làm gì giống như dắt thú cưng đi dạo vậy? Lăng quăng trong sân chơi đùa chẳng phiền âu lo, luôn lên bên tôi âu yếm khi tôi buồn vui. Mà lý do gì anh phải đem cái dây này? Anh đâu phải là Sơn Tùng hay là cái gì đâu mà mình bốn mấy bốn lăm rồi chứ phải thích đâu. Em đừng có đơn đặt thêm số tuổi của anh như vậy nha. Anh nghĩ bây giờ 54 tuổi rồi. Thôi. Mời các bạn hãy cho một lời bình luận về cái bông bắp cải này. Anh ơi, cái này là xếp ly tầng á. Giống như con rọm biển á. Không, nhưng mà phải nói Buka càng ngày càng đẹp trời. Dạ, cảm ơn nha. Em nằm xuống chào cho lễ phép. Buka nó làm giống như là ai mới vừa xé đồ nó xong cái nó phải dán đồ lại. Trời ơi, nghiệp quá, người ta mới vừa hãm hại đời em. Như em mong muốn đúng không? Búp bê. Nhưng búp bê như gói quà luôn. Anh nghĩ sao em muốn một cô gái xinh đẹp búp bê như Buka tới đây không? Tại sao? Để em đẩy qua đội bên kia đó. Mà hai ngộ, bữa nay hai chị em có hẹn nhau không? Mặc đồ màu hồng giống nhau vậy? Em có hẹn luôn, mà chị Buka dặn em là mặc đồ street style luôn á. Mà chỉ mặc street style của chị nè. Em, mình đưa Buka nó đi chợ nó bận vậy đó em. Mà công nhận em hay thiệt nha. Đó, nực muốn chết mà em mặc đồ nhiều tầng nhiều lớp. Anh nghĩ anh đừng có rờ màu nó lật nguyên một miếng xuống. Anh nghĩ anh rờ cái chỗ gì anh cả. Anh xin lỗi, nhưng mà tại vì anh thấy chỗ này nè, nó như mấy gói quà vậy đó, dễ thương lắm nè. Anh nghĩ anh quên người ta là con gái luôn á hả anh nghĩ. Tại vì Buka bình thường đàn ông lắm, nó mẹ lắm. Mẹ lắm, giống như mấy người trong quân đội. Ừ, còn ấy ơi. Dạ. Rồi sao hôm nay đi đâu đây? Trời ơi. Dạ đi đi kiếm việc tài tí hon. Nhỏ này bận đồ nhu nè. Bận đồ nhỏ này bận đồ nhu nè, lựa màu nhu. Dạ. Nhẹ. Tại không, vì không có lè lẹt nha, em là không màu mè lè lẹt. Không hề, em có hình hình đã. Nên. Dạ, bộ đồ của em với đúng tiêu chí là chủ đề gần gũi. Đúng rồi. Gần gũi. Đúng rồi. Đây nè, gần lắm. Đây 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 đây. Đây, đứng kế bên. Chụp tấm hình. Tàn hình luôn. Không thấy em luôn. Hai cái màn hình luôn, y như nhau. Thì em gần gũi mà mọi người. Thì đó, tuyệt vời. Rất là đẹp. Bữa nay anh em mình về cùng một tụ đi nha. Vậy? Bởi vì mình sọc sọc, mình đơn giản á. Còn trời bên ơi, kia báo. Mạnh thú. Hổ báo trường mẫu giáo. Cho chơi riêng đi. Hổ báo cho về rừng nha. Bên đó nãy giờ mới xuất hiện, nó cũng rần rần, cũng xôm tụ lắm. Hôm nay có đồng bọn của người ta nữa nha. À, chú Tể. Chú Tể. Mà cái gì mới có lý do. Em không muốn nói nhiều. Tại vì Thành ơi, em chưa bao giờ nói ít hết trơn á Thành. Em không có lý do gì để mà tự nhiên mà dện một cái áo mà bông như thế này. Rồi nói là em lạc loài so với hai cái bánh da lợn kia. Trời em ơi, thà sọc rau câu còn hơn bông giả. Thà sọc rau câu còn hơn bông giả. Bông này bông sao giả được tươi như thế này. Bông giả làm sao mà thu hút được con hổ này. Cái gì vậy? Ủa sao mặt mọi người hoang mang vậy? Ê, nói nghe nè Buka. Dạ. Hồi nãy bé nó giới thiệu, trước khi giới thiệu ông Đại anh háo hức lắm. Cái em ra sao anh lo mấy đứa nhỏ quá. Ủa sao vậy anh? Nó bị ám ảnh em ơi. Nó không dám chơi lồng đèn nữa. Nhưng cái lồng đèn này muốn đốt luôn. Sao vậy? Trời ơi, cái gì mà quá trời vậy nè. Trời ơi. Em là con gì, bên trong là con gì? Bên trong là con hư. Ê, à. Con hư trong sách tập vở mấy bạn á. Con hư này mình đang đổ bầu cua Tết này có đó. Bậy bạ, bậy bạ. Con hư với con cùng lọc là Noel ra sao mà. Trời ơi Buka, em lớn rồi em phải ý thức. Không phải là Halloween mà hóa trang dữ vậy cưng. Ôi tôi sợ thiệt, cái quá sao trời màu. Mọi người em đầu tư vậy mà mọi người nói em hoài. Em sau chương trình biệt tài tí hon này em sẽ có cái biệt danh mới. Nữ hoàng color. Color. Nữ hoàng color. Màu sắc. Em sẽ sánh đôi cùng với một nhân vật quyền quý khác. Tập trước. Là ai? Ai? Color man. Color man.